Mình biết đến Chùa Giác Ngộ là vào năm 2020, từ một người bạn thân thiết khác đạo. Tuy bạn khác đạo với mình, nhưng bạn lại là người tìm hiểu những bài thuyết giảng của thầy Thích Nhật Từ. Và sau đó bạn cũng là người giao duyên để mình đến tham dự khóa tu Ngày An Lạc và khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa. Kể từ lúc mà mình tham dự các ngày tu học tại Chùa Giác Ngộ do thầy Nhật Từ làm trụ trì, thì mình dần dần mới biết được là thầy tạo rất là nhiều hoạt động ý nghĩa cho các Phật tử, như là búp sen từ bi, hiến máu nhân đạo, các lớp học về bát chánh đạo, học về thiền, lớp tiếng Anh, tiếng Hoa, thư pháp, v.v. Và rồi, những ngày mà dịch Covid bùng phát dữ dội, mình được sự hỗ trợ từ Chùa Giác Ngộ gửi những bó rau củ. Lúc đó, mình thật sự cảm động với tấm lòng của thầy Nhật Từ cũng như là quý tăng đoàn của chùa rất nhiều. Sau những tháng năm nghe pháp và được phụng sự tại chùa, mình rút ra rất là nhiều bài học. Một trong số đó đó là khi nghe pháp thì hãy nghe tại chỗ, còn nếu như nghe online thì hãy nghe những fanpage chính thống của chùa. Nhân đây, con cũng gửi lời kính biết ơn đến thầy Nhật Từ và quý thầy tăng đoàn Chùa Giác Ngộ đã tạo duyên lành cho các cô chú, anh chị cũng như là lứa trẻ của tụi con có được một mái hiên nương vào đó để mà học pháp, để mà phụng sự Tam Bảo, cũng như học hỏi thêm được nhiều kiến thức môn học miễn phí ở chùa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử Tường Vi, pháp danh Quảng Tiên, phụng sự viên khóa tu búp sen từ bi Chùa Giác Ngộ, nhân viên văn phòng, sống tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.